Đầu tiên, muốn khởi động được toàn bộ hệ thống trên xe thì chúng ta cần đến một chiếc chìa khóa. Và các bạn quan sát thấy mẫu chìa khóa mới trên chiếc Atit 2019 này nó cũng đã khác nhiều so với cái phiên bản 2018 trước đó. Chúng ta sẽ có một cái chìa khóa thông minh và trên này chúng ta có một số phím chức năng, ví dụ như là mở khóa này, đóng khóa này, mở cốp điện này và tìm xe ở bãi đỗ. Đó. Thì bây giờ đi kèm với cái này chúng ta sẽ có một nút khởi động start top ở đây. Tôi sẽ mở khởi động hệ thống lên nhá. Rồi các bạn quan sát. Đó. Chiếc xe đã được khởi động hệ thống điện và nó cũng khó nhiều cho việc chúng ta nổ máy đâu, nên là tôi xin phép là khởi động hệ thống điện thôi để nó đỡ ồn. Trong showroom thì hiện tại hôm nay khá là đông khách. Các bạn nhìn này, đây là trên mặt bảng đồng hồ tablo là những thứ mà chúng ta sẽ quan sát đầu tiên, sau đó là tôi sẽ giới thiệu. Đầu tiên sẽ có 3 vùng độc lập riêng biệt này, và ở chính giữa là một cái bàn đồng hồ TFT, bảng đồng hồ TFT 4,2 inch sẽ hiển thị toàn bộ những cái thông số mới nhất ở trên cái chiếc xe này, ví dụ như lượng tiêu thụ nhiên liệu này, mức xăng có thể đi lại này, các chế độ lái, Eco, Sport. Bên này sẽ là những cái thông báo mới nhất và đây là toàn bộ liên quan đến hệ thống cài đặt của xe, bao gồm unit, đó chính là thay đổi cái đơn vị đo lít km, Eco, bật tắt chế độ Eco, tiết kiệm nhiên liệu on off, và một số cái tùy chọn khác thì ở dưới này. Đó. Cái này hơi tiếc chút là không có tiếng Việt các bạn nhé. Đây là tổng thể cái bảng đồng hồ tablo. Lui xuống một chút là cái mà chúng ta cầm nắm nhiều nhất, đó chính là cái vô lăng. Đây, tôi giới thiệu với các bạn, đây là chiếc vô lăng của Atit 1.8. Trên vô lăng này có mấy điểm mà tôi thích cũng như là không thích. Thứ nhất, bọc da thì rất là êm, đường kim mũi chỉ khâu có thể nói là sắc nét. Nhưng tôi thích ở chỗ này nó là phần vân gỗ hơn. Có thể đó là chỉ cảm quan cá nhân của tôi thôi, nhưng mà nếu mà có một sự kết hợp giữa gỗ, da và mạ bạc thì cảm giác là nó sẽ sang trọng hơn khá nhiều. Ở trên này chúng ta sẽ có đầy đủ các phím chức năng, âm lượng, chuyển kênh, chuyển bài, mode chuyển chế độ. Và đây là những nút điều chỉnh để dành cho cái màn hình TFT 4,2 inch này. Ở dưới này này, chúng ta sẽ có một cái cruise control, nó chính là cái kiểm soát chân ga tự động, kiểm soát hành trình đó. Cái này thì rất tiếc là trên CRV đang mắc lỗi, và thật may là Toyota thì chưa phát hiện cái trường hợp nào như vậy cả. Thông tin về cái CRV nó mắc lỗi cruise control dẫn đến cái hệ thống mất phanh thì các bạn có thể tham khảo cái video ở dưới của tôi. Lui sang phía trung tâm này, chúng ta sẽ có một cái hệ thống bảng điều khiển trung tâm. Các bạn nhìn thấy này, toàn bộ những cái này nhá, trên này thì là giả da này, chỗ này tất cả bằng nhựa hết này. Đấy, nếu mà sang trọng hơn thì Camry chúng ta sẽ có hệ thống bằng da, nhưng mà đây chỉ có nhựa thôi. Màn hình này thì đã có tiếng Việt rồi, và đây là một chiếc màn hình của Toyota 7 inch, có đầy đủ tất cả cổng kết nối và cảm ứng cũng khá là nhạy. Đây, tôi cho các bạn xem qua một chút nhé. Đĩa iPod, iPhone, nghe gọi này, muốn cái thì phải kết nối vào Bluetooth. Đây là tổng thể giao diện. Thật ra bên ngoài thì tôi nghĩ là cái màn hình nó hơi mờ một chút, nó không thật sự sắc nét. Nét hơn chút nữa thì ổn lắm ấy. Màn hình này các bạn lưu ý là nó sẽ không có hệ thống dẫn đường GPS nhé, một điểm không thật sự hài lòng. Phía dưới này là các phím điều chỉnh hệ thống điều hòa. Nếu thật sự phải nhận xét về mẫu Atit này ở cái khu vực trung tâm này, tôi bán xe Toyota thật, nhưng mà cá nhân tôi cũng không thích cái kiểu phối màu như thế này. Ở đây cái màn hình nó quá nhỏ và gần như nó lọt thỏm vào trong cái vị trí trung tâm này. Đấy. Nếu mà thật sự thích đẹp thì các bạn nên bỏ toàn bộ hệ thống này ra, thay toàn bộ mặt dưỡng mới, và chúng ta sẽ có một cái màn hình 9 inch có thể chạy Android thì nó sẽ tiên tiến và hợp thời hơn. Dưới này như thế này, ở đây nó có một cái khoảng cách nó tách biệt hoàn toàn những cái màn hình với cái này. Người thì nói là thích, người nói không thích, nhưng mà tôi thì tôi không thích. Tôi thích cái này nó xuôi xuống, màn hình to hơn và cái phần này cảm ứng hết đi cho nó đẹp. Dưới này chúng ta có hộp số. Hộp số của Atit thì thật sự là rất là ấn tượng. Số tự động vô cấp đi kèm với động cơ 1.8 lít dual VTTI. Chắc chắn là sẽ rất mượt mà. Dưới này chúng ta có một cái chế độ lái Sport để các bạn có thể có những cái cảm nhận thích thú hơn trong cái việc khi chúng ta tăng tốc và cảm nhận chân ga rõ hơn. Phanh tay cơ thì vẫn được sử dụng trên mẫu Atit này. Có lẽ là phiên bản tới thì Toyota cũng nên cân đối xem thế nào. Nếu ở đây có một chiếc phanh tay điện tử kết hợp với hệ thống giữ phanh auto hold thì có lẽ là
không phải bàn cãi, cộng với việc thay đổi một chút về cái này đi. Còn ngoại thất thì các bạn vừa mới xem qua ngay đầu video rồi cũng khá là ấn tượng. Chúng ta ngó một chút về cái hàng ghế thứ hai. Đây hàng ghế thứ hai đây, rất là rộng. Ba tựa đầu, có cả kệ tì tay. Nhưng mà chiếc xe này thì vẫn chưa có cái hệ thống cửa gió điều hòa phía sau. Hơi đáng tiếc chút. Chiếc Atit này thì được đánh giá khá cao về khả năng vận hành và chế độ an toàn. Đó là xe được trang bị phanh ABS 4 bánh, phanh đĩa, hệ thống cân bằng điện tử, chống trượt, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo. Và đặc biệt là có 7 túi khí ở các vị trí. Tôi sẽ chỉ cho các bạn. Một ở đây này, người lái. Hai là cho hành khách phía trước. Ba là cái túi khí bên rèm này. Đó. Hai túi khí bên rèm tổng là 4 nhá. Hai túi khí bên hông tôi này nữa này là 6, và có một túi khí ở đầu gối người lái. Đó, tổng cộng sẽ có 7 túi khí. Giá bán thực tế của chiếc Atit này thì tôi cũng đã trao đổi qua với các bạn rồi, 791 triệu giảm 55 triệu và tặng phụ kiện bảo hiểm vô vàn luôn. Xe cũng được hỗ trợ trả góp 85% giá trị xe. Và mọi thông tin chi tiết liên hệ với mẫu xe này, các bạn vui lòng liên hệ với số hotline miền Nam hoặc miền Bắc tùy khu vực các bạn ở để được hỗ trợ tốt nhất. Xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý bạn ở trong những cái video clip tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.